Thứ tư tuần 11 thường niên. Lời Chúa theo Thánh Matthew chương 6, câu 1 đến câu 6 và câu 16 đến câu 18. Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được cha của anh em đứng ngự trên trời ban thưởng. Vậy khi bố thí đừng có khua chiêng đánh trống như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi bố thí, đừng cho tay trái biết việc tay phải làm, để việc anh bố thí được kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Và khi cầu nguyện, anh em đừng làm như bọn đạo đức giả. Chúng thích đứng cầu nguyện trong các hội đường hoặc ngoài các ngã ba ngã tư cho người ta thấy. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi cầu nguyện, hãy vào phòng đóng cửa lại và cầu nguyện cùng cha của anh, đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Còn khi ăn chay, anh em chớ làm bộ rầu rĩ như bọn đạo đức giả. Chúng làm cho ra vẻ thiểu não, để thiên hạ thấy là chúng ăn chay. Thầy bảo thật anh em, chúng đã được phần thưởng rồi. Còn anh, khi ăn chay, nên rửa mặt cho sạch, chải đầu cho thơm, để không ai thấy là anh ăn chay ngoại trừ cha của anh đứng hiện diện nơi kín đáo, và cha của anh đứng thấu suốt những gì kín đáo sẽ trả lại cho anh. Làm các việc đạo đức để tìm tiếng khen là một cám dỗ có thật. Có người thổi kèn trong hội đường hay ngoài phố khi bố thí. Có người thích đứng cầu nguyện tại giữa ngã ba đường. Có người cố mang bộ mặt thiệu não khi ăn chay. Tất cả chỉ nhằm thu hút sự chú ý của nhiều người khác, chỉ nhằm cho người ta thấy để người ta khen. Họ làm những việc tốt lành nhưng lại tìm mình, co quắp trên chính mình. Trong khi lẽ ra, việc này phải mở họ ra trước Thiên Chúa. Đối với Đức Giê-xu, người được khen là nhận được phần thưởng rồi, nên cũng chẳng được cha trên trời ban thưởng nữa. Họ được phần thưởng mau qua của người đời, nhưng mất phần thưởng trọng hậu trong ngày sau hết. Đức Giê-xu mời các môn đệ đi vào cái kín đáo thầm lặng. Nơi đó không có con mắt của người đời, không có tiếng khen chê. Nơi đó
kín đến mức tay trái không biết việc tay phải làm. Nơi đó là căn phòng đóng cửa, để chỉ có cha và anh gặp gỡ. Cha là đấng hiền gìn ở nơi kín đáo. Cha cũng thấy những gì được làm ở nơi kín đáo. Cha thấy anh đã bố thí, cầu nguyện, ăn chay cách thầm lặng. Chính cha sẽ ban thưởng cho anh. Hữu xà tự nhiên hương có thể là một hình ảnh đẹp về người Kitô hữu. Đời Kitô hữu là cuộc đời kín đáo thầm lặng như bị che khuất, nhưng cũng là cuộc đời không che giấu được trước mắt mọi người. Chính khi cái tốt được làm một cách vô cầu thì nó lại tỏa ngát hương. Không hẳn là chúng ta luôn luôn phải cầu nguyện trong phòng đóng cửa, cũng như không hẳn chúng ta phải tô son đánh phấn khi ăn chay. Nhưng điều quan trọng là chúng ta làm mọi sự cho vinh danh Chúa. Ngày lại ngày lạy Thiên Chúa, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, hai tay cung kính lạy Thiên Chúa muôn loài. Tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan, dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng, với tấm lòng thanh tịnh, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Trong thế giới ồn ào và nhọc nhằn, huyên náo và đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Và khi đã hoàn tất việc đời, lạy Thiên Chúa muôn loài, một mình lặng lẽ, tôi sẽ đứng trước người chiêm ngưỡng dung nhan. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen.